Bạn sẽ muốn nghỉ ngay lớp tập yoga trực tiếp để chuyển sang tập online nếu mà chúng ta biết được 7 cái lợi ích quá là lớn của việc luyện tập yoga online. Và phần lớn chúng ta sẽ thấy rằng là đều nghĩ rằng là luyện tập yoga thì phải tập trực tiếp thì huấn luyện viên mới chỉnh sửa được thế nọ thế kia. Chỉ đơn giản là mọi người không biết đến những cái sức mạnh về tiết kiệm, về thời gian, về tiền bạc, về tính hiệu quả và sự nâng cấp tuyệt vời của yoga online ngày nay thôi. Điều đó đã được chứng thực rằng hồi trước khi ba dạy trực tiếp online thì cùng lắm chỉ được 80-100 học viên, mà đến ngày hôm nay khi chuyển sang online thì hơn 500 học viên tập luyện qua Zoom và gần nửa triệu, phải nói đến nửa triệu, như là gần 500.000 người đang luyện tập qua video trên kênh YouTube hàng ngày. Điều gì đã khiến cho sự bùng nổ tuyệt vời như vậy? Bảo là online không hiệu quả mà ngày càng nhiều người tập luyện. Vậy thì hãy xem hết video này để thấy được cái sự lợi ích tuyệt vời và chúng ta nên chuyển đổi sang online càng sớm càng tốt. Cái yếu tố số 1 đầu tiên lợi ích khi luyện tập yoga online là chúng ta không tốn công di chuyển. Bạn hãy tưởng tượng ở cái thành phố Sài Gòn, Hà Nội, việc leo từ cái tầng 27 xuống dưới đất đã mất bao nhiêu thời gian rồi. Đôi khi chúng ta không thể hình dung được rằng cái thời gian di chuyển đến phòng tập nó bằng luôn thời gian tập luyện. Và nếu mà cuộc đời chúng ta tốn quá nhiều thời gian chỉ việc di chuyển như vậy, bạn tưởng tượng mà xem, mỗi ngày bạn tốn 30 phút để di chuyển đến lớp học yoga rồi di chuyển về mất cả tiếng đồng hồ, một ngày một tiếng, một tháng là 30 giờ, một năm là 300 giờ, tương đương với gần 8 ngày chỉ để di chuyển đi tập luyện yoga. Tại sao chúng ta phải tốn thời gian như vậy khi mà tập luyện online? Chúng ta có thể tập luyện ngay tại nhà, chúng ta tập luyện ngay cơ quan, chúng ta tiết kiệm thời gian để dành các thời gian đấy thì chúng ta có thể làm những điều có ích hơn. Vậy thì rất nhiều huấn luyện viên, rất nhiều những học viên đang nghĩ rằng là cứ tập luyện trực tiếp offline, nhưng mà vì họ không tính toán ra được cái chi phí cho việc là tốn kém trong thời gian di chuyển như vậy, và cái sự tắc đường, cái sự tắc nghẽn đi ra ngoài nó ảnh hưởng ra làm sao, khói bụi ra làm sao. Tại sao không tập luyện luôn ngay tại nhà cho nó trong lành hơn, để tốn thời gian di chuyển khá là nguy hiểm, tốn kém, lại còn đôi khi phải gửi xe lách ca lách cách bao nhiêu thứ. Thì đó là cái yếu tố số 1 đầu tiên là tập online thì không tốn công di chuyển. Kể cả bạn có đang du lịch tại Đà Lạt, bạn đang du lịch tại Nha Trang, bạn vẫn tập luyện được, chứ chẳng lẽ này đang ở Hà Nội đi du lịch Nha Trang, từ Nha Trang lại bay về Hà Nội đi tập, làm sao mà được, đúng không? Nên là cái khoảng cách nó được rút ngắn lại toàn bộ, thì đấy là cái điều tuyệt vời nhất, điều vô cùng tuyệt vời. Đó lý do tại sao mà nhiều học viên càng ngày càng lựa chọn online, vì không muốn mất thời gian di chuyển. Rồi, cái yếu tố số 2 ở đây đó là không ảnh hưởng về thời tiết. Có bao giờ bạn đã từng nghỉ tập chỉ vì trời mưa chưa? Hay là ngày lễ Tết chưa? Rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc đó, là lý do tại sao nhiều học viên dù là rất là cố gắng, nỗ lực, nhưng mà nắng này, mưa này, cái ngày mùa hè ra ngoài, ôi dồi ôi. Thì cái việc tập online thì ở nhà chúng ta vẫn tập luyện được, dù ngày mai trời có mưa bão thì huấn luyện viên vẫn kết nối với bạn, trừ mỗi trường hợp mất điện thôi, còn lại thì không ảnh hưởng gì cả. Tính vì cái việc không ảnh hưởng thời tiết, tính chính vì việc không bị ảnh hưởng bởi cái khoảng cách địa lý, khiến cho học viên càng ngày càng tập đều đặn hơn và tham gia được nhiều hơn. Chính vậy thì họ mang lại kết quả nhiều hơn. Bạn thấy rằng việc tập luyện chính là sự kỷ luật, sự đều đặn, nên là không bị ảnh hưởng thời tiết đã là cái sướng rồi. Và trung bình ở nước chúng ta thì trung bình một năm thì bạn hình dung là mưa bao nhiêu lần và bao nhiêu trận bão, chưa tính đến anh chị em ở khu vực miền Bắc trời còn lạnh nữa. 5 giờ sáng mà lọ mọ ra ngoài nó vừa mưa phùn vừa lạnh, ôi dồi, nó cực kỳ đi di chuyển tỉnh dậy và ra ngoài đường đã thành tập thể dục rồi, chứ chưa nói đến phòng tập, đúng không ạ? Nó làm cho chúng ta thuận tiện hơn rất là nhiều, không ảnh hưởng thời tiết. Yếu tố số 3 ở đây đó là cả gia đình cùng tập luyện. Bạn tập luyện yoga, có bao giờ bạn tưởng tượng cả gia đình mình muốn tập luyện không? Bạn khỏe rồi, cả gia đình mình tập luyện có phải vui hơn không? Nhưng mà tập luyện trực tiếp mà cả gia đình cùng tập luyện, nó rất là hàng hiếm, nó là hiếm của hiếm của hiếm, cực hiếm luôn. Nhưng với tập online thì đấy là điều vô cùng tuyệt vời, hạnh phúc. Khi Kim Ba chuyển sang online, mình nhìn qua màn hình của mình, chồng, vợ cùng tập luyện với nhau, cả đứa con cùng tập luyện với nhau, hoặc là một bạn đang tập cùng với mẹ, một anh đang tụng cập với bố, rồi rất là tuyệt vời. Thông qua tập luyện online, chúng ta chỉ cần kết nối với màn hình, cả gia đình chúng ta sẽ cùng có sở thích giống nhau. Có phải sướng hơn không so với việc là tập trực tiếp? Thì rất là khó, làm sao để sắp xếp được. Nhưng một sáng tỉnh dậy, mở điện thoại ra, cả gia đình cùng luyện tập, nó hạnh phúc biết bao. Chúng ta ăn cùng một mâm cơm, luyện tập cùng nhau, gắn bó cùng nhau. Thì đấy là những khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời khi mà Kim Ba dạy online. Và chỉ dạy online mới phát hiện ra điều đấy thôi. Và một cái điều chứng tỏ được rằng là tỷ lệ học viên nam đã tăng trưởng lên gần 36% so với nữ. Còn bạn đến phòng tập trực tiếp mà xem, thi thoảng xuất hiện một
nam giới hàng hiếm luôn. Nhưng tập online thì nam giới tập luyện rất là nhiều vì họ không bị ngại, họ được kết nối trực tiếp và họ tập luyện cùng với vợ, nó rất là vui, rất là hạnh phúc. Nên là đấy chỉ có tập online thì Kim Ba mới thấy rằng quá nhiều gia đình đang tập luyện cùng nhau hàng ngày. Hiện tại thì bố mẹ vợ Kim Ba đang tập luyện hàng ngày, hai ông bà nội bà ngoại đang tập luyện hàng ngày thông qua online rất là vui nha. Bật màn hình lên cả mọi người kết nối vào Zoom rồi ôi sao lại vẫy tay. Đôi khi thì một bạn đang ở Hà Nội còn bố mẹ đang ở trong Sài Gòn cũng kết nối vào cùng khung giờ 5 giờ sáng xong để gặp nhau gọi nhau đi tập rất là vui, thông qua online cả gia đình cùng tập luyện được. Thì đấy là cái điều đều lên quá giá trị rồi, quá tuyệt vời rồi. Rồi cái điều thứ ba là luyện tập với các chuyên gia yoga giỏi. Cái việc mà tập luyện tại trực tiếp nó bị hạn chế về địa lý đúng không, nên cái quyền lựa chọn của bạn và các huấn luyện viên sẽ rất là khó. Nếu bạn muốn có giáo viên tốt hơn, bạn phải di chuyển xa hơn, tất nhiên nó xa hơn để tốn kém thời gian hơn, ảnh hưởng thời tiết nhiều hơn. Nhưng tập còn online, chỉ với chiếc điện thoại trong tay, bạn thì kết nối với tất cả giáo viên giỏi tại Việt Nam chúng ta. Và hiện tại Học viện Yoga Kim Ba đang xây dựng phát triển, đang có khoảng tầm gần chục huấn luyện viên và các huấn luyện viên tuyệt vời nhất, chuyên nghiệp nhất, giỏi nhất thì mình mời các bạn ấy về để hướng dẫn cho học viên chúng ta. Thì khi thông qua online thì có dễ dàng chọn lựa được nhiều huấn luyện viên hơn. Và điều đặc biệt ở đây cũng là một yếu tố khá là tế nhị. Nhưng mà thông thường các huấn luyện viên mà dạy online, không phải tất cả, nhưng thông thường các huấn luyện viên dạy online thì chuyên môn càng ngày càng tốt hơn offline. À, các bạn sẽ nói như này thì các bạn offline lại bảo tổn thương thế nọ, lại bảo không đúng. Nhưng các bạn hình dung xem, các bạn huấn luyện viên dạy trực tiếp mấy khi bỏ lớp mà đi học thêm một chuyên môn được? Nó rất là khó trong việc học thêm chuyên môn, phải dừng lớp lại, nghỉ lớp lại để học một chuyên môn. Có phải lúc nào cũng muốn nâng cấp chuyên môn thì cái chuyên đề workshop đấy tổ chức tại địa phương của bạn đâu? Bạn phải sang thành phố khác, bạn phải sang quốc gia khác. Nhưng các huấn luyện viên dạy online, họ sẵn sàng đang ở Hà Nội, họ thể bay vào Sài Gòn, họ học một chuyên môn mới để nâng cấp kỹ năng chuyên môn của họ. Nhưng lớp học mà họ đang phát triển không ảnh hưởng gì cả. Họ có thể sang Ấn Độ họ học, họ không ảnh hưởng lớp học yoga của họ. Nhưng các bạn dạy trực tiếp offline thì khó khăn rất nhiều trong điều đấy. Do vậy, những huấn luyện viên dạy online, họ nâng cấp chuyên môn nhanh hơn, cập nhật nhanh hơn, có cái cơ hội để mở rộng hơn rất là nhiều so với vào offline. Và khi bạn là học viên, bạn tập luyện có huấn luyện viên online, bạn có cơ hội học với các huấn luyện viên giỏi hơn, nhanh hơn và chuyên nghiệp hơn rất là nhiều, mở rộng hơn rất là nhiều. Thì đấy là cái lợi thế, cái cơ hội khi mà chúng ta là người học viên, chúng ta chuyển sang online, đúng không? Tất nhiên thì không phải tất cả, nhưng mà hiện tại khi bà thấy rằng các huấn viên online đang càng ngày càng bùng nổ và chuyên nghiệp càng ngày càng tốt hơn vì họ cập nhật xu hướng tốt hơn, họ dùng internet tốt hơn, họ đào sâu kiến thức nó nhanh hơn so với các bạn đang bị thụ động bởi offline. Cái yếu tố tiếp theo mà cái bà muốn kể đến, ôi rồi nó cần 8 lợi ích chứ không phải 7 lợi ích mọi người ạ. 8 lợi ích đó là hiệu quả tập luyện cao hơn. À 7 đấy, hiệu quả tập luyện cao hơn. Những học viên tập luyện qua online hiệu quả cao hơn offline. Các bạn sẽ nghĩ rằng làm sao lại như vậy, tập hợp trực tiếp online có giáo viên chỉnh sửa thế nọ thế kia. Nhưng không, bạn thử nghĩ lại xem, có bao giờ bạn đến phòng tập mà bạn bước ra phòng tập bạn chả biết bạn đang học cái gì không? Mình chả biết hôm nay cô giáo dạy cái gì luôn ấy. Nhưng mà tập online do là bạn không có cơ hội huấn luyện viên chỉnh sửa. Tất nhiên huấn luyện viên họ sẽ có chuyên môn rất là giỏi để sử dụng cái ngôn từ, họ phân loại các lớp ra để cho quá trình dạy được chuyên nghiệp hóa hơn so với trực tiếp là lớp ô hợp. Nói ô hợp thì hơi tổn thương, hơi không đúng, nhưng mà lại ý lớp là cộng đồng thì rất nhiều người với nhóm tuổi khác nhau. Còn dạy online thì các huấn luyện viên để chuyên nghiệp họ sẽ phải phân loại ra lớp này là vấn đề này, lớp kia là vấn đề kia. Và các huấn luyện viên dạy online họ sẽ phải sử dụng các kỹ năng chuyên môn, sử dụng ngôn từ để giúp bạn thực hiện động tác mà không cần động vào người bạn. Chính quá trình khi bạn tập luyện tại nhà, vì không có cái cơ hội huấn luyện viên chỉnh sửa cho bạn, nên là bạn tập trung cao độ hơn, bạn lắng nghe hơn, kỹ thuật bạn chuẩn hơn và bạn nâng cấp cái kiến thức về sức khỏe của bạn càng ngày càng tuyệt vời hơn. Ví dụ ở Học viện Kim Ba thì có một cái quy trình, đó là hàng tuần Kim Ba tổ chức các chuyên đề để hướng dẫn cho học viên chi tiết hơn, sửa các lỗi sai tập thể cho tất cả học viên, hoặc là bổ sung các kiến thức về chăm sóc sức khỏe cho học viên. Hàng tuần cứ chủ nhật là lại có một cái workshop được gọi là chuyên đề để huấn luyện, để hướng dẫn cho học viên, để học viên hiểu biết hơn cái kiến thức, cái sức khỏe chúng ta ấy, nó khỏe lên, nó đầu tiên nó đến từ cái kiến thức về sức khỏe chúng ta. Nên khi tập qua online, các học viên được hướng dẫn rất nhiều các kiến thức về sức khỏe, về ăn uống, về hiểu thế nào là thoái hóa, tại sao lại bị thoái hóa và chúng ta cần phải thay đổi thói quen điều gì. Sau khi có kiến thức đúng rồi, chúng ta sẽ phải thực hiện các bài tập đúng. Và thứ ba, chúng ta cần thay đổi những thói quen đúng. Từ đấy chúng ta nâng cấp cái hiểu biết chuyên môn. Cái ba không chỉ hướng dẫn cho mọi người là tập động tác, mà muốn mọi người hiểu về kiến thức sức khỏe để mọi người có thể tự bảo vệ mình, chăm sóc mình.
đó lý do tại sao mà bên học viện Kim Ba lại có rất nhiều gia đình đang tập luyện yoga cùng nhau. Vì một người vợ đang tập luyện, càng ngày cô ấy càng hiểu biết về sức khỏe hơn, cô biết chỉnh cho con cái là thẳng lưng lên, biết chỉnh, biết lý do tại sao chồng mình bị đau lưng, để chia sẻ cho anh ấy cách thói quen tốt hơn. Và họ trở thành, nghĩa là một mức độ nào đó gần như người học viên, càng ngày càng kiến thức càng sâu hơn, giống như huấn luyện viên ấy, chứ không chỉ là thụ động là đến xong rồi cứ bảo gì là nghe đấy, bảo bước chân trái là chân trái, bước chân phải không. Tập qua online các bạn sẽ được chỉnh sửa rất là nhiều. Thậm chí ekip Kim Ba bao gồm nhá, có huấn luyện viên chỉnh sửa qua Zoom này, có một bạn trợ lý, bạn sẽ quan sát, bạn cũng là huấn luyện viên mà quan sát xem mọi người tập đúng hay tập sai, sau đó chụp ảnh động tác đấy. Giáo viên dạy qua Zoom đã chỉnh sửa rồi, nhưng bạn kia bạn còn chụp ảnh lại, sau đó gửi cho mọi người, sau đó chỉnh sửa cho mọi người. Như là tập thì một tiếng, nhưng mà các giờ nghỉ thì lại có các bạn chăm sóc. Thì bây giờ quy trình online nó rất là hiện đại, không thể tưởng tượng được, nó giống như một phòng tập ấy, có rất một ekip hùng hậu để hướng dẫn chúng ta. Và việc tập luyện online thì các cuốn học viên chúng ta có cơ hội tương tác nhiều hơn, hỏi đáp nhiều hơn, chứ tập offline thì cứ phải đến giờ mới hỏi, còn online hỏi trừ gọi là 20/7 20 giờ mỗi ngày trên 7. Nên là các học viên càng ngày càng hiểu biết hơn, kiến thức tốt hơn và chăm sóc sức khỏe, nên là do vậy họ tập luyện càng ngày càng chuẩn xác hơn, hiệu quả hơn. Cái yếu tố số 6 ấy là kỹ năng, đúng rồi, hiệu quả cao hơn, thì đó là thứ 6 là kỹ năng tập luyện chuẩn hơn. Đó, hàng tuần Kim Ba chỉnh sửa liên tục, nên là các học viên bây giờ hỏi là động tác này tập như thế nào thì đôi khi học viên cũng có khả năng tự hướng dẫn được luôn. Nói như vậy thì đây phải hết nghề à? Nhưng không, các học viên đôi khi kiến thức càng ngày càng chuẩn hơn, kỹ năng tốt hơn thì sẽ lên cái lớp sâu hơn, tập luyện các kỹ thuật để khỏe hơn nữa. Hoặc là các học viên thì sẽ tham gia lớp học để có được cái nguồn cảm hứng, được sự thúc đẩy học viên và duy trì cái kỷ luật bản thân tốt hơn. Nên là các học viên mà Kim Ba hướng dẫn trong thời gian, Kim Ba cũng là một nhà đào tạo huấn luyện viên và đào tạo ra rất nhiều các huấn luyện viên tại Việt Nam. Và thông qua việc đào tạo huấn luyện viên, Kim Ba cũng đào tạo cho các học viên về mong muốn anh chị em chúng ta khi tập luyện qua online không chỉ khỏe lên mà còn muốn truyền tải cả các kiến thức chăm sóc sức khỏe. Nên là slogan đó là mang yoga đến với mọi nhà. Mà muốn mang yoga đến mọi nhà thì sẽ mang yoga, kiến thức yoga này đến với mọi người, thông qua mọi người hiểu biết hơn, mọi người tự chăm sóc cả gia đình của mình. Thì đấy là sự tuyệt vời, đúng không? Đấy là cái slogan mà Học viện Yoga TK Việt Nam đang xây dựng phát triển, đó là hãy cùng tôi mang yoga đến với mọi nhà. Chính là thông qua những người phụ nữ lại hướng dẫn cho chồng con của mình và thay đổi cả một lối sống trong gia đình chúng ta. Đó lý do là muốn mọi người có kiến thức đúng, có kỹ thuật đúng hơn. Đó là yếu tố số 6. Và cuối cùng, tập online thì tiết kiệm cực luôn. Việc không phải đến phòng tập đã tiết kiệm tiền xăng, tiền xe, tiền di chuyển rồi. Việc nắng, việc mưa đã tiết kiệm bao nhiêu chi phí rồi. Và việc cả gia đình có thể tập luyện cùng nhau qua online còn tiết kiệm vô vàn các thứ khác nhau nữa. Nên là bảo là tập qua online thì đúng là rẻ hơn rất nhiều. Tập xong buổi tập buổi sáng, giãn cơ tỉnh táo vào tắm rửa rồi đi làm rất là dễ chịu. Tập xong buổi tối thư giãn, dễ ngủ, lau người một chút, cảm thấy dễ chịu, thoải mái, ngủ ngon hơn. Chúng ta tiết kiệm bao nhiêu thứ thông qua việc tập luyện online, chỉ với một chiếc điện thoại trên tay. Và bây giờ màn hình TV nhà nào cũng có, bật TV lên xem to đùng luôn, nhìn huấn luyện viên to đùng trên màn hình luôn. Và huấn luyện viên thì ở phía bên này họ cũng có màn hình to đùng để chỉnh sửa cho mọi người. Mọi người có xoay đầu sang trái xoay phải, huấn luyện viên họ nhìn thấy hết. Họ có rất nhiều camera để nhìn cho mọi người. Thiết bị công nghệ đã kết nối chúng ta xích lại gần nhau nhiều hơn. Dù bạn là bên châu Âu, dù bạn bên Mỹ, bên Malaysia, Singapore, bạn có là Bắc Trung Nam, thì thông qua online chúng ta hoàn toàn để tập luyện cùng nhau. Và bạn sẽ được tiếp cận huấn luyện viên giỏi nhất, chuyên nghiệp nhất. Thì đó là 7 cái lợi ích vô cùng tuyệt vời khi tập luyện online. Vậy tại sao chúng ta có thứ tốt hơn lại không sử dụng tốt hơn? Hãy nhớ lại ngày xưa chúng ta chỉ đi bộ để đi làm, bây giờ có tàu điện, có ô tô, có máy bay, chúng ta phải sử dụng phương tiện tốt hơn chứ. Và điều này được chứng tỏ trong những năm vừa qua là online càng ngày càng bùng nổ và số lượng người chọn lựa online càng ngày càng nhiều hơn. Vậy thì chia sẻ ngày hôm nay để truyền cảm hứng cho mọi người về phương tiện và chúng ta chọn lựa sang cái lĩnh vực mới. Đó là tập luyện online tại nhà như là một cái phương tiện để giúp mọi người tiết kiệm rất nhiều chi phí, mang lại cuộc sống chúng ta tích cực hơn, khỏe mạnh hơn. Và để lựa chọn lớp học online thì mọi người có thể kết nối với Kim Ba thông qua website đó là www.lichtapyoga.com hoặc là hotline 0329924868. Thì các bạn tư vấn của học viện sẽ tư vấn cho mọi người lớp học phù hợp, khung giờ phù hợp, xem bệnh lý mọi người như thế nào thì sẽ chọn cho mọi người khung giờ với huấn luyện viên riêng để xây dựng các giáo án để chăm sóc mọi người tốt hơn. Mọi người có thể gọi theo hotline hoặc đăng ký theo đường link, được không mọi người? Và hẹn gặp lại mọi người trong chia sẻ nhiều hơn về các kiến thức quá trình luyện tập yoga hàng ngày. Xin chào.